tức là cái men này và các diêm vi khuẩn không bị bất hoại có được cái tác dụng kéo dài này. Các bạn hiểu chưa? Nha. Đấy, các bạn đã quen rồi, quen rồi. Thì cái ưu điểm là cái gì? Là nguy cơ hàn huyết rất là thấp, bởi vì cái này nó có cái đặc điểm là cái tác dụng của nó ở trên tế bào beta và alpha nó lại phụ thuộc đường huyết. Tức là khi đường huyết cao nó tác dụng rất là mạnh, khi đường huyết bắt đầu xuống nó lại có hệ thống báo động và nó tạm dừng hoặc là nó hạn chế tác dụng gì. Đấy, cho nên là cái nguy cơ hàn huyết của nó rất là thấp. Đúng chưa? Nhưng mà nhược điểm là có nguy cơ gây nên bị cấp nhá. Và vì là cái thuốc mới thì cái giá nó còn tương đối cao, bởi vì nó mới vào khoảng độ 13 đến 15 năm tuổi thôi, tức là một cái thuốc nó mới được lưu. Câu chuyện các bạn nghĩ là nó còn bản quyền, bản quyền trên cái thuốc nó vẫn còn đắt, nó vẫn còn đắt nhá. Thì đây là những thuốc chúng ta có. Thì mua trong cái thuốc này thì có một cái hai dạng là đơn lẻ, tức là một mình nó, nhưng mà có cái dạng nữa là cái gì, là người ta làm cái viên cùng phối hợp với lại cái phổ bình. Bởi vì vẫn quay lại cái câu chuyện là bệnh nhân lấy được nhiều thuốc, vậy thì tôi phối hợp hai thuốc, cơ chế nó giống như bây giờ các bạn thấy rất nhiều thuốc huyết áp là phối hợp hai hoặc là ba thuốc, đúng không? Thì uống một viên thuốc có nhiều tác dụng thì đỡ số lần uống thuốc, đỡ số viên thuốc thì bệnh nhân sẽ tuân thủ nhiều hơn. Và trong nhóm này có một cái thuốc đó là liraglutide, biệt dịch là Trazodone, là thuốc mà không phải chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận hoặc mức độ có một ưu điểm như thế ấy, nó không thải qua thận. Cho nên là creatinine là 50 hay là 5.000 hay 500.000 cũng không có phải thay đổi điều chỉnh liều gì hết nhá. Bây giờ cái nhóm thuốc cuối cùng về thuốc uống các bạn đều đã thuộc rồi, đấy là nhóm ức chế tái của thận. Nếu mà tôi nói là các bệnh nhân đáy thao đường thì vì đường trong nước tiểu nó rất là cao, đường máu cao nó lọc ra nước tiểu nhiều, trên cơ thể nó sẽ có cơ chế để nó tăng bắt giữ tái hấp thu trở lại. Thế thì nhờ hai cái chất mang gọi là sodium glucocorticotransporter 2 và sodium glucocorticotransporter 1, hay còn là cái chất đồng vận chuyển muối và đường, mà chủ yếu là cái SGLT2 này nó chịu trách nhiệm tái hấp thu 90% ở đoạn đầu của cái lượng gần, còn SGLT2 thì là cái đoạn xa. Thế thì bây giờ bằng cách là chúng ta thấy là nếu chúng ta ức chế chất này thì gluco sau khi được lọc qua thận sẽ không được tái hấp thu trở lại, mà kết quả nó sẽ đẩy vào nước tiểu để dẫn tiểu, và đẩy dẫn tiểu thì nó sẽ có phần làm giảm đường huyết. Và đương nhiên thì các bạn đều biết là nếu mà cái đường huyết nó nhiều, nó kéo dài như này sẽ dẫn đến hai cái hệ lụy. Một là cái gì, là bệnh nhân mất năng lượng thì bệnh nhân sẽ bị làm sao ạ? Giảm cân. Cái thứ hai là nó kéo đường ra thì bệnh nhân tất nhiên nó gây ra một cái lợi nhuận thẩm thấu, và bệnh nhân sẽ có tác dụng gì nữa? Hạ huyết áp. Tức là một cái thuốc vừa làm giảm đái đường, vừa làm giảm cân, vừa giảm huyết áp, đúng không? Và thưa các chị là rất nhiều chị em mê tín thuốc này, bởi vì tập mãi không được mà tự nhiên bác sĩ cho thuốc xong tháng sau gầy 2-3 cân, sướng sướng quá, sướng quá, đúng không? Sướng. Thế thì chính vì nó có tác dụng giảm cân, giảm huyết áp, giảm đường huyết trên thuốc này, bây giờ thì tôi sẽ nói là một trong những thuốc gọi là rất là hot, bởi vì nhờ được những tác dụng này nó sẽ làm giảm các cái biến chứng về tim mạch và thận. Vì nó làm giảm cân, giảm huyết áp, giảm đường huyết chính là giảm yếu tố nguy cơ tim mạch là gì đó, đúng không? Yeah. Rồi đây là chúng ta đang có hai cái viên thuốc này, Corsica, Zantian. Thế thì ưu điểm là giảm cân, giảm huyết áp, và nó không phụ thuộc năng lượng insulin. Cho nên là bệnh nhân đáy đường tiếp hai chúng ta thấy là bệnh nó cứ nặng dần ngay, bởi vì cái vị nó cứ giảm cái insulin dần, thì thằng này nó đâu có cần đến insulin, nó cơ chế nó độc lập tuyên dùng được mọi giai đoạn. Nhưng mà cái nguy cơ là gì? Đương nhiên anh đẩy nhiều nước tiểu thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn tiết niệu, đúng không ạ? Có nguy cơ bị nhiễm khuẩn tiết niệu và đái nhiều, và một số trường hợp đái nhiều quá thì cũng đã như thế. Mà nhất là các cụ già nữa, mà các bệnh nhân đái đường mà lâu rồi nó có cái đường đi tự động nữa, cũng đã như thế, rất là nguy hiểm, đúng không? Yeah. Và thuốc này là thuốc mới nhất, đều đắt đấy. Giá trên rẻ nhất nó có khoảng độ 22.000 một viên thôi, một viên chắc nhất là 26.000 bao nhiêu đấy. Đấy, tháng trên có khoảng 800.000 thôi. Thế chúng ta tổng hợp lại, mình xem xét các thuốc này. Bây giờ chúng ta có vũ khí rồi, chúng ta xem xét là sử dụng thế nào. Tùy là lực lượng tính yếu hay mạnh, chúng ta chọn thuốc yếu hay mạnh. Thuốc mạnh đây là cái gì? Xem xét thì thuốc nhất có hai thằng mạnh nhất là Sulera và Metformin.
và những thuốc sau có thể rất nhiều ưu điểm những thuốc sau, nhưng mà rất đắt tiền và hiệu quả vừa phải thôi. Đương nhiên cái anh được coi là vũ khí hạt nhân chính là insulin. Vũ khí hạt nhân tại vì tại sao? Vì chúng ta có thể làm giảm đường huyết bao nhiêu cũng được bằng insulin. Bởi vì các thuốc chúng ta thấy, ví dụ như các thuốc uống nó đều có liều tối đa, không có thuốc uống nào không liều tối đa, nhưng insulin không có liều tối đa. Mỗi người mới bao giờ đường huyết nó xuống được chưa? Đấy là một trong các cái lý do. Ngoài cái chuyện là insulin là nó lại thay thế trực tiếp cho insulin nội sinh, thì đương nhiên là cái tác dụng của nó sẽ làm mạnh nhất, tác dụng của nó sẽ làm mạnh nhất, đúng không ạ? Yeah. Hay là vấn đề đặt ra là mình sử dụng như thế nào, nhưng có nhiều vũ khí nghe thì cũng thấy toán sự người bây giờ sử dụng như thế nào, bây giờ bắt đầu chúng ta phải dựa vào các cái khuyến cáo hơn, khuyến cáo. Thì cái đầu tiên tôi muốn giới thiệu các bạn rất nhiều khuyến cáo, nhưng một khuyến cáo phải là của liên đoàn đại dương thế giới. Các bạn có thấy là liên đoàn đại dương thế giới thì là tức là cái ông mà nó thấu hiểu cả nước giàu nước nghèo nói chung là nó thấu hiểu, và cái này người ta nhấn mạnh rất rõ là anh phải theo tùy tình hình kinh tế rồi thì sẵn có của thuốc men các thứ mà anh xây dựng. Thế thì bao giờ thấy các bạn thấy cái đường mà chính thống là màu xanh sẫm, có cái đường nhạt nhạt thế này tức là người ta nói là đường thay thế. Nếu chúng ta không thể đi được theo đường chính, chúng ta phải đi theo đường tiểu mạch. Cái đường chính là cái gì? Là đầu tiên thay đổi lối sống đầu tiên, lifestyle measures, các cái biện pháp thay đổi lối sống. Yeah. Và nếu sau đó chúng ta first line là metformin, là metformin. Yeah. Yeah. Sau đó là nếu metformin mà không được thì cân nhắc sulfonylurea, và nếu sulfonylurea không được thì cân nhắc thêm các cái thuốc uống khác hoặc là cân nhắc insulin. Còn con đường thay thế, ví dụ metformin nó bị chậm nhịp đình, hoặc chúng tôi nói là bệnh nhân có khoảng 90% là không dung nạp được đầy đủ chất tiêu đi đâu cũng phí mất, người thì xin xoẹ khó chịu quá, thì sử dụng các con đường là sulfonylurea, hoặc là có thể sử dụng các cái thuốc ức chế làm giảm hấp thu glucose rồi ức chế an toàn của CBA này nhé. Và sau đó thì có thể cân nhắc phối hợp với các cái thuốc khác. Thì đấy là những con đường là dễ nhất và đơn giản nhất, cũng phù hợp với lại các bác sĩ mà có thể chuyên khoa không chuyên khoa, ít lựa chọn, ít lựa chọn. Tuy nhiên những cái khuyến cáo này đưa ra cách đây cũng đã khoảng 5 năm rồi, 3 năm rồi. Thế thì chúng ta xem xét những khuyến cáo mới nhất, chúng ta sẽ nhìn vào chi tiết hơn. Thì đây là cái đồng thuận của Hội đái tháo đường Mỹ và châu Âu vừa đưa ra vào tháng 10 năm 2018. Tháng 10 năm 2018, đầu tháng 10. Thì các bạn thấy người ta nhấn mạnh là cái gì? Là nếu như là bệnh nhân first line vẫn là metformin. Sau đó người ta chia ra nếu đã có bệnh tim mạch hoặc bệnh thận mạn rồi thì chọn lựa cái thuốc gì tốt cho mấy anh có bệnh tim mạch và bệnh thận này. Đấy là cái gì? Là những các thuốc chế tái thông đường và thận, hoặc các thuốc incretin. Yeah, incretin. Yeah. Thế còn nếu mà chưa có biến chứng gì về thận, về tim mạch cả, yeah, thì nó mới xem xét rằng là nhu cầu của anh là gì. Nếu anh muốn điều trị mà cái nguy cơ hàng thấp, tức là an toàn, chọn yếu an toàn đến hàng đầu, cái này là chọn hiệu quả. Và bây giờ nếu như là không cần thiết vì bệnh nhân chưa có bệnh thận, chưa biến thận, chưa có biến tim mạch, muốn chọn an toàn, chúng ta dùng thuốc trên D 4, dùng một cái thuốc mà nó đồng phân với GLP-1, tức là GLP-1 thì nó bất hoạt với MTB4, thế hoặc là chúng ta dùng GLP-4 hoặc chúng ta chế tạo một cái loại giống GLP-1 nhưng mà nó đền kháng với lại MTB4, hoặc chúng ta dùng thuốc chế tái thông đường của thận, hoặc chúng ta dùng AZT. Vì đây chúng ta đều thấy được cái gì, là các thuốc này nó đều là không làm tăng cái insulin, thế đương nhiên nguy cơ đại của nó là thấp, đúng không nhá. Đây là trường hợp mà nếu không muốn làm giảm cân, à không muốn tăng cân hoặc là không muốn làm giảm cân thì cái thuốc ức chế tái thông đường thận là cái ưu tiên lựa chọn, đúng không? Còn cái mà chúng ta quan tâm, nếu như ta gọi là cost, chi phí là một cái vấn đề lớn đối với chúng ta, thì chúng ta cứ chọn cái gì mà nó rẻ tiền và lâu đầu thì sẽ là rẻ tiền, đấy là chung cư và tiền xe đề. Thì đấy là các bạn lưu ý là có mấy cái lựa chọn. Một là đã có bệnh tim mạch hoặc bệnh thận chưa, nếu có bệnh tim mạch hoặc bệnh thận có nghĩa là nguy cơ bị tử vong vì tim mạch rất cao rồi thì ưu tiên. Còn nếu không có, chúng ta sẽ chia làm ba nhánh. Thế này nhu cầu là phải an toàn, ít nguy cơ hạ đường huyết thì ta chọn một nhóm thuốc. Nếu mà bệnh nhân đang thừa cân hoặc béo bây giờ cần phải giảm cân, chúng ta chọn một cái hướng đi khác. Còn nếu mà chúng ta là chỉ ưu tiên là vấn đề điều trị giá nó rẻ và hiệu quả tốt thì chúng ta sẽ lựa chọn con đường khác, ví dụ như là mẹ và TZB. Thì đấy là cái cách thức chúng tôi vẫn đang áp dụng trên lâm sàng, và các bạn đi sau các bạn chỉ biết là chúng ta
trong cái ống thuốc gì khi tôi đi bác y các bạn phải nói có căn cứ. Nó không thể gọi là người khác cho như thế và tôi cũng cho như thế, tôi không hiểu thì là không được nhá. Chúng ta phải chọn lựa xem là cơ sở là cái gì. Thì đấy quay quay lại câu chuyện là tại sao cái không đi là được khuyến cáo mà không đầu tay. Vì các bạn lưu ý là đái tháo đường tim hai tại sao nó lại chết nhiều người bệnh tim mạch? Vì ông đái tim hai có bao giờ ông đi một mình đâu, ông phải kéo một lô đệ tử như này của ông đi theo đó, đúng không? Và nếu chúng ta không biết, chúng ta chỉ có đánh rằng mặt thằng này thôi thì những thằng này nó mới gây ra tử vong chứ, đúng không ạ? Và insulin thì nó đánh vào kháng insulin, thực chất đây chính là một chỉ điểm hóa hay một chỉ kháng insulin, thì insulin nó sẽ đánh vào cả những cái vấn đề này, cho nên là nó sẽ làm giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch. Đặc biệt là chúng ta biết là insulin và các nghiên cứu chứng minh insulin là cái điểm nó đến từ gọi là nước ngoài là da trắng và cái bọt mà nó lại béo nhiều thì yếu tố nguy cơ này rõ hơn. Vì về mặt cơ chế bệnh sinh, các bạn thấy là các bệnh nhân muốn kẹt da vàng chúng ta mà thì cái kháng insulin là ít mà thiếu insulin mới là cái vấn đề nó tương đối chậm chậm, các bạn phải để ý. Thế các bạn để ý là như là chúng ta lại hay phải dùng insulin sớm hơn so với đây. Bây giờ chúng ta đã hiểu tất cả trong túi mình có những cái gì rồi, bây giờ nên đem vào để sử dụng. Hoặc là bệnh nhân này đái tháo đường tăng huyết áp có thừa cân mới phát hiện HbA1c 9.1% đường huyết 9.2mmol/dL trở lên rồi. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải điều trị với metformin và ức chế D4 hoặc sulfonylurea. Các bạn tại sao không sử dụng metformin một mình thôi? Vì thế các bạn, HbA1c của bệnh nhân đang là 9.1% và bệnh nhân này mục tiêu HbA1c chúng ta xác định là phải bao nhiêu? 7%, tức là phải giảm ít nhất là 2,2%, đúng không? Nếu giảm 2,2% thì một liều metformin không cản được, không cản được, đúng không? Bây giờ mấy bạn nam đi đánh nhau, bây giờ tự nhiên thấy đối phương nó rằng 50 cân thì mình đi không được, thấy nó 80 cân, nó phải giữ dần dần, xong chỗ mới phát thì tôi phải rủ hai ba thằng mình mới đi chứ. Tiếp trưởng như đúng không? Nó sao lắm một mình mà lái được nhá. Vì chúng ta thấy đấy là một cái lý do thứ hai nữa là cái gì, là cái này thừa cân trên là chúng ta phải dùng metformin hoặc là chế D4 thay vì chọn sulfonylurea thì sulfonylurea sẽ làm tăng cân, thì chúng ta chọn metformin là giúp làm giảm cân, ức chế D4 là chúng tính cân lại thì chúng ta sẽ chọn ưu tiên nhiều hơn nhá. Và hiện chưa có biến chứng gì cả thì chúng ta có thể chọn sulfonylurea được nhá. Và một cái lý do phối hợp chúng ta để biết là đánh tim hai do nhiều cơ chế thì chúng ta nên phối hợp thuốc để theo nhiều cơ chế khác nhau, làm đánh được nhiều mũi bình theo nhiều cửa thì bao giờ cái hiệu quả nó cũng sẽ cao hơn so với việc là chúng ta đánh một cửa vì một cửa. Đây có bạn nào đi săn chuột bao giờ chưa? À, đi đào chuột. Mùa này là đi săn chuột đấy. Đào chuột. Mùa đấy đi cắt lúa, nhà nào mà cắt lúa cuối cùng ấy chuột nó sẽ rồi một mấy cái thửa, sau đó cắt xong rồi nó chạy vào cái bờ nó phun khói xem nó đi ra cái cửa nào, khói nó bay ra đâu, bị đổ nước à nhá. Thôi bây giờ chúng ta thấy là đấy là cái hướng là chúng ta thấy là theo lựa chọn có thể là metformin với ức chế D4 hoặc với sulfonylurea chúng ta phải phối hợp thuốc vì đây là cái lý do. Nhưng mà thực tế tôi sẽ chọn metformin với ức chế D4 vì bệnh nhân có thừa cân. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó có viên phối hợp thì bệnh nhân dùng hai loại thuốc nhưng mà chỉ một viên thôi. Chứ còn nếu metformin với sulfonylurea thì phải hai viên, đúng không? Nguy cơ hạ đường huyết thấp nhưng mà chấp nhận giá tiền sẽ cao hơn, giá tiền sẽ cao hơn nhá. Và sau khi chúng ta chọn như này rồi thì bệnh nhân này hoàn toàn có thể điều trị ngoại trú được, vì chúng ta lo ngại nhất là hạ đường huyết thì bệnh nhân này chúng ta nguy cơ hạ đường huyết thấp, chúng ta cho điều trị ngoại trú và hướng dẫn bệnh nhân để đo đường huyết hao mạch 1-2 lần một ngày để xem là mình điều trị có tốt hay không, xuống được hay không. Chứ giờ bệnh nhân cho dùng một đơn này, thế sau đấy khoảng 1 tháng sau bệnh nhân quay trở lại đường huyết đo là 8.0mmol/dL, ta đo bảo là bây giờ bệnh nhân điều trị tốt hay không tốt, đúng không? Bây giờ bạn gặp một cái cậu bạn giới thiệu sau 1 tháng sau quay lại gặp nó hỏi vay tiền, bạn cho vay tiền không? Không thể nào nó cho cái tiền rồi đâu, không biết thông tin nó là như thế nào, đúng không? Thế chính là chúng ta phải cần có đo đủ mức mong mạch hàng ngày ở nhà để chúng ta quyết định là đấy là điều trị công việc đơn giản là thuốc uống. Bây giờ đến câu chuyện là phải sử dụng insulin trong trường hợp nào là sẽ xem xét
tiếp bắt đầu khi gọi là sang tập 3. Thế là cái viên này 8 năm sau, khi đó là 66 tuổi rồi. 85 năm rồi thì 8 năm là 13 năm rồi, cái thao lượng 8 năm rồi. Đang dùng metformin rồi, glipizide rồi, sitagliptin, tức là metformin, metformin và tự chế lên 4 rồi. Có biến chứng rồi, tê bì nhiều hai chân không được tính để hai mắt, viêm hai của nhân bình thường tức là gầy đi rồi. Đường huyết có là 9.4 tuổi đánh 8 HBMC, có vẻ tốt hơn ngày xưa nhưng cũng cao, là như vậy. Chào. Bây giờ điều trị như thế nào tiếp đây? Và như này rõ ràng là cần phải tích cực hơn. Vì sao? Bệnh nhân đã dùng 3 thuốc rồi, 3 thuốc uống rồi mà vẫn không kiểm soát được đường huyết và bệnh nhân có nhiều biến chứng. Lúc này có lẽ bắt đầu phải cần dùng đến insulin đó, đúng không ạ? Và nếu phải dùng insulin thì phải cân nhắc theo bệnh nhân là có thể cần nhập viện điều trị nội trú chứ không thể điều trị ngoại trú được nhé. Vì bệnh nhân có nhiều biến chứng rồi và bệnh nhân nếu đặc biệt là lại có chỉ định mà mổ thay thì có thể nữa thì lại càng phải cần nhập viện xem như thế nào, xem như thế nào nhé. Vậy thì khi nào bệnh nhân đái đường thì ai cần phải insulin? Thế bây giờ bệnh nhân đái tiếp 1 đái được thai kỳ và đái đường do viêm nội mạc thì đương nhiên rồi nha. Bây giờ đái tiếp 2 thì thực tế người ta thấy nếu mà anh ta dùng hai thuốc đặc biệt ba thuốc mà không kiểm soát được đường huyết thì phải nghĩ đến insulin, đừng có chần chừ nữa. Và nói thế thôi nhưng mà trong thực tế người ta có một cái khái niệm và khái niệm gọi là lưỡng lự trên lâm sàng. Thì rất nhiều bác sĩ và bệnh nhân bị lưỡng lự khi phải nói những điều trị insulin, bệnh nhân sợ đau, bệnh nhân sợ tốn kém, sợ phiền vì người ta nhìn vào những thằng nghiện. Bác sĩ thì rất sợ hạ đường huyết và bác sĩ cũng không biết là tiêm insulin thì tiêm như thế nào, tiêm bao lâu, theo dõi như thế nào. Và bác sĩ khi cho tiêm insulin thì chắc là chúng ta nhớ đấy là mình có một vài bệnh nhân thì hạ đường huyết rất sợ nên là rất là băn khoăn nhé. Trường thứ ba đấy là anh tiêm hai có suy gan suy thận rồi thôi, phải dùng thuốc anh suy nghĩ còn gì nữa. Hoặc là bây giờ bệnh nhân vào một cần phải phẫu thuật, hoặc là bệnh nhân đang bị thiếu máu cơ tim bị nhiễm trùng cần phải kiểm soát đường huyết nhanh thì đương nhiên là phải dùng insulin thôi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta đi xem xét là trước đây người ta cứ nói là đái tiếp hai là đái đường không phụ thuộc insulin, thì theo các bạn có đúng không? Có đúng không? Đái tiếp một là đái đường phụ thuộc insulin, đái tiếp hai là đái đường không phụ thuộc insulin, không đúng các bạn. Vì cơ chế chính của đái tiếp hai là kháng insulin. Và để khắc phục tình trạng kháng insulin này, cơ thể sẽ tăng tiết insulin bù trừ để vượt qua. Nhưng quý vị là cơ thể sinh học sau một thời gian nó giảm dần xuống. Và lúc đó chúng ta dùng sông những quế lụa và bồi dưỡng nó tăng lên một thời gian leo lét như này, sáng lên tí rồi lại xuống. Dùng insulin là dùng sông leo lea thì ta dùng sông những quế lụa bồi dưỡng bắt nó làm việc nữa. Nhưng nó là cơ thể sinh học nó lại hố xuống, đúng không? Và khi đó chúng ta thấy đường máu của nhân cả máu có là sau ăn lên. Và lúc mà nó đã suy kiệt đến lúc này rồi nó còn có 50% khả năng tiết insulin thôi thì không thể nào đủ insulin được trong cơ thể rồi. Và lúc đó chúng ta thấy là cái gì? Là phải cần đưa insulin từ bên ngoài vào thay thế thôi. Chứ nếu giai đoạn này thì là không phụ thuộc insulin, nhưng giai đoạn này là phụ thuộc insulin. Và các bạn nhớ cho là bệnh nhân đái tiếp 2 lúc được chẩn đoán ra đái đường chức năng tế bào beta đã mất 50%. Mà trong cơ thể thì có rất nhiều hormone các thứ nội tiết làm tăng đường máu, insulin hormone duy nhất là giảm đường máu. Thế khi mà không sản xuất được insulin nữa thì chỉ có đưa bên ngoài vào làm gì nữa, đúng không? Chính vì vậy mà hội đái đường Mỹ và châu Âu năm 2015 người ta nhấn mạnh cuối cùng thì cũng là đái đường tiếp 1 thì tiếp 2 này là tiếp 2 xích này là không béo hay gầy cuối cùng cũng đều cần phải dùng insulin hết. Tất nhiên là thời gian thì sẽ khác nhau, có người sau 2 năm, có người sống 3 năm, có người sống 10 năm rồi sẽ phải dùng insulin. Bây giờ chúng ta xem xét insulin nó có những loại nào. Câu chuyện về insulin là câu chuyện cực kỳ rắc rối, không mong các bạn biết hết. Dù ý nhất các bạn biết nguyên lý đầu tiên đây là insulin, giống như insulin rồi cơ thể sản xuất ra, người ta gọi là insulin thường. Gây lơ là insulin thường bắt đầu tác dụng sau 30 phút, đỉnh sau 2 tiếng và hết tác dụng sau khoảng 5 tiếng. Thế các bạn thấy nếu cái insulin này mà tiêm phải tiêm trước hàng 3 phút, thấy hiểu không ạ? Nhá, thì 3 phút nó bắt đầu giảm đường máu thì bắt buộc phải ăn vào sau 3 phút. Bệnh nhân này chú ý nguy cơ bị hạ đường huyết sau khi tiêm mấy tiếng? 2 tiếng. Và sau bao lâu chúng ta phải đưa thêm một đũa insulin mới vào? 5-6 tiếng. Đấy là 3 cái bước mà chúng ta sẽ phải chú ý nhá. Thế thì chúng ta mới thấy là bây giờ nếu mà tiêm cái này tiêm nhiều quá thì nó chỉ muốn tiêm 2 mũi cho
tạo ra các loại chứng kéo dài một cách tôi cho những kẽ của glutamine vào và nó tạo ra gọi là insulin bán chất. Cấu trúc vẫn như này, chúng tôi chỉ cho thêm các chất phụ gia vào nó kéo dài này, đúng không? Yeah. Tuy nhiên lòng tham của con người thì vô đầy, vô đầy nhé. Người ta tạo ra được thực phẩm biến đổi gen cũng tạo ra được insulin biến đổi cấu trúc. Các bạn lưu ý cái đường gen này, cái đoạn insulin người, người ta mới tạo ra các insulin gọi là insulin analogs, tức là đồng vân, thay đổi cấu trúc để nó có tác dụng nhanh hơn. Bởi vì tiêm sử dụng loại insulin regular này mà thì tiêm xong, đặc biệt là thế hệ trẻ con mà tiêm xong 3 phút được ăn, tiêm xong 10 phút nó chạy đi chơi quá rồi tìm mãi chẳng thấy, tiêm xong thì thấy bao giờ đã bị hạ được biết ông nằm xó hỏng. Hoặc là có cụ già thì tiêm xong 3 phút nhưng mà 15 phút nói gì đấy cũng bảo tao tức tao không thể ăn nữa, tao đi nằm lại ngu ngu không chịu ăn cho. Thế nên là nếu có loại chi này thì dọn luôn ra nhé, tiêm xong cái ăn luôn rất là ưu điểm, đúng không ạ? Hoặc là người ta lại muốn có loại chi tăng kéo dài để giống hết cái chi của trong cơ thể, tức là lúc nào trong cơ thể phải có insulin nhất định, đúng không? Cái này gọi là insulin nền, còn cái này gọi là insulin nhanh, hoặc trong dữ liệu gọi là insulin rất nhanh, rất nhanh. Insulin nền tác dụng gần suốt 24 giờ, hầu như không có đêm. Đi đây là những cái thời điểm mà chúng ta chú ý bắt đầu tác dụng quyền và kết thúc tác dụng, kết thúc tác dụng. Thế khi chúng ta mới xem xét thôi, đơn giản là theo khuyến cáo, tây nó là cái gì chúng ta cứ làm một cái trong lại, chúng ta đừng cho là tây nó có kinh tế thị trường tốt, ta đừng có định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì mãi nó không biết là như thế nào cả, đúng không? Không biết là thế nào cả. Chúng ta xem thì tây nói là nếu đang dùng thuốc uống có thể 1-2 ba uống các bạn, thì nếu mà người nghiên cứu chúng ta thất bại thì cần dùng insulin, thì khuyến cáo là nên sử dụng insulin nền, insulin nền tức là insulin có tác dụng suốt 24 giờ đấy. Mà insulin nền này chúng ta thấy là vì tác dụng suốt 24 giờ thì tôi muốn tiêm vào giờ nào cũng được, nếu tác dụng sau 24 giờ thì sau 24 giờ tôi phải tiêm lại, tôi chọn một khung giờ nào, đúng không? Có bác thì bác bảo tôi thích tiêm buổi tối thì tối tôi đi làm về, có bác khác là không buổi sáng, buổi sáng có cái thôi nó ngủ dậy nó ở nhà thì nó còn tiêm một thôi. Có bệnh nhân của tôi thì hai bà già sống với nhau, mắt thì mờ là không, cháu phải cho bác tiêm khoảng 12 giờ trưa, thì sang 12 giờ trưa là trời nó nóng nhất, thì bác nhìn còn rõ nhất, còn lờ mờ nhìn còn rõ nhất. Tuy nhá, mỗi hoàn cảnh, đấy. Và chúng ta cứ nhớ câu chuyện là điều trị đái đường là điều trị nguyên vật, chứ không điều trị bệnh. Và cách thức khởi đầu bao nhiêu thì các bạn không quan tâm lắm, tóm lại thường khoảng 10 đơn vị. Và sau đó chúng ta chỉnh đều dần dần. Các bạn hãy quan tâm, đây là phương thức. Và người ta nhấn mạnh là một tuần thì chỉ từ 1 cho đến 2 lần thôi, không được chỉ nhiều quá, nhanh quá nhé, nhanh quá. Tuy nhiên nếu bị hạ đường huyết lập tức giảm đường ngay.